kẹt. Để anh lên ra anh gọi thằng cu con kia vào đã. Private server này, password optional là 123 này. Resident là để Asia đúng không? Start server này. Ôi, hồi đâu. Ấn nút E luôn. Gì mấy món này? Sáu 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 sáu. Sáu món này. Đứng đứng cùng nhau, 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 nó đâu? Đâu, nó đâu, nó đâu, nó đâu, nó đâu? Nó bay chạy bay xuống nó nắm đầu bên nè. Ở đâu rồi? Đứng sau bên cho chắc. Thôi. Thôi. Mẹ khàn mẹ cổ rồi đấy. Đi vô, đi vô, vô đi Khang. Đây anh cứu em, anh cứu em, anh cứu em, anh cứu em, anh cứu em. Chạy đi, 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 chạy đi,
Thôi, chạy được, chạy được. Thôi, nhưng mà đéo nhớ mắt. Túm dây đi, túm dây đi, anh cầm xăng, anh cầm xăng. Nó ngay ngoài cửa ạ. À, đủ con mắt con dê nữa rồi, đủ. Trời ơi, cười lạ ơi. Lại bỏ. Người lạ ơi. Nó đuổi kìa mấy đứa. Ôi thôi, tại sao mình lại chạy ra chỗ con ma làm gì? Ôi đi. Đường đâu? Uống dê đâu rồi? Đường đâu? À đường đây. Uống dê đâu rồi? Ra đây, em ơi, ra đây. Con này. Anh cầm xăng ra anh đâu? Anh quăng xăng ngoài đi, anh quăng xăng ra ngoài đi. Đây, anh quăng xăng đây. Đủ mình phải không? Hai bình là đủ rồi. Hai bình rồi. Anh ở bên chỗ bên hông nhà, bên hông nhà có cái mấy cái đó. Hông chú mia. Đâu em thêm một bình nữa, thêm một bình nữa mới đủ, ba con nữa. Đã mở phá thành tích Fatly Lucky. Dĩ anh ơi. Nó đâu rồi? Đổ xăng đi. Nó dí qua kìa. Bây giờ là anh nhìn thấy hạt nó đang ở cửa trước này. Đúng không? Anh chưa có. Đi. Có một con dê chỗ này nè. Con á đang chơi Đâu, Mackie đâu. Chạy lại sát nó. Trời ơi. Nó đâm đầu đi. Chết rồi hả? Ông bị túm cái đầu rồi. Tại sao vậy? À, vừa mới chạy đến chỗ thằng Khang xong ạ, thì mẹ. Ui. Ui, nó bò ngắn rồi. Ôi. Nó không biết. Bị không biết rồi, chết rồi. Cay thật đấy, trời ơi, 8 trên 10 rồi mà. Ông được rồi, biết chơi, bây giờ là phải tụ tập hết xăng ở phía ngoài đi đã, đúng không? Dạ. Yeah. Tụ tập ready. Hết xăng ở ngoài đi. Xong rồi là bắt đầu mới đi tìm dê. Chỉnh lên khó không nhỉ? Không. Không bao giờ. Hai con này. Cái xăng này. Chứ mặc kìa. Mấy đứa chạy đâu vậy? Đang tưới xăng mà. Bình tĩnh thôi. Đâu rồi? À mình thấy đèn ánh sáng rồi. Ui. Đùa chứ. Bảo là có duyên rồi, chạy ra cũng vậy rồi. Nó nhát ông mê đâu chạy ra nữa. Mẹ. Thế đéo nào. Thế đéo nào. Nó bảo là từ từ thôi. Mẹ, cay thế nhở. Thôi đừng cứu ở đây, tôi xin đấy. Tôi bỏ trong nhà đi. Không ma đâu rồi, đây. Đóng cửa vào, nó đằng sau kìa. À, đâu rồi? Bảo rồi, ông đang là ông Bin là ông có gì với con ma. Ủa? Ma cái mốt đuổi ma cái coi nào duyên nào. À đây rồi. Có đâu? Ủa, cái gì đấy? Ơ? À đây, đầu chọc đây rồi. Cỏ đâu? Thêm bó nữa. Đây, cỏ, Bin đang cầm này. Thêm một cái nữa Bin ơi. Có mấy con à? Master Room Key, ai có Master Room Key không?
em không có key nào hết trơn á. Nào nhớ hết key hết. Hết từ key đâu phòng nào? Kiếm key của cái con tụi dây trên lầu nè. Library nè. Library key rồi. Hết từ key là chìa khóa phòng nào? Cửa này gì? À, cửa này mở được mà. Nè chuồng da nè, không có key. Ủa cái master key là chìa khóa phòng nào vậy? Chìa khóa mấy cái phòng chính, phòng ở sảnh á. Đâu béo rồi, ở đây. Có xăng này. Mình đủ xăng rồi mà. Ở đây master room kia đây rồi. Đây, à xe room. Xe bathroom. À, chơi cho nó đến lên đỉnh luôn đi hả? Đứng lại em ơi. Nó đuổi tiếp kia. Hộ giá. Chạy mẹ mày game củ hành à? Hả? Nói dặn vậy. Game này là game hồi sinh à? Ôi dưới hầm của cái medkit này. Nè quạt. Ngay cạnh luôn này. Đây là game hồi sinh rồi. Đuổi. Mày khóc cái con kẹt à? Mày giết tao thôi mày còn khóc. À không, con này nó chết rồi nó khóc. Coi như bật quên khóc ấy. Mẹ có thằng Biên là 12 giờ đêm nó ngồi chơi game ma cái gì không? Có. Mình mở cái lồng da trên lầu chưa chứ mở là không có dao đó. Bên này, tin vui tin buồn nghe nó cái bên kìa. Cái gì đây? Đâu? Cái gì? Làm sao? Như nào? Đó, hạt nó là nó cái bên đó. Đâu? Nó đâu vậy? Nó gần. Nhìn anh đứa nhìn mặt kiết nó cũng chán. Nếu thì hiểu được cái kiểu gì. Anh đứa đây. Mét ở đây. Có mét ở ngay cửa đấy. Nó dí. Đây anh đây rồi. Ê nó bọc sần kìa. Thôi rồi em ơi. Nhìn cái con kẹt. Đấy, bây giờ anh lùa nó lên rồi này. Bây giờ đi lấy medkit đi. Cứu hạt bắt lại anh em thắng này. Cứu hạt rồi. Còn 15 á. Ôi, hóa demon rồi. Ôi. Chiếu nó không? Mẹ ghen quá. Nó hóa demon rồi, còn một con dê nữa thôi. Con dê nữa ở đâu? Khang đi chung hàng nữa, hàng lên cứu pin ra. Đừng đi vào chỗ pin bây giờ nha. Đừng đi vào chỗ pin bây giờ nha mẹ. Nhiều yêu quái lắm. Nhiều ma vãi. Medkit trong này này. Đây, trong này. Medkit đây. Trên bàn này. Ôi. Anh khóc gì bay? Bây giờ đi cùng nhau này. Đâu rồi? Nhiều medkit thế nhỉ? Bây giờ phải... Mẹ nhặt xăng làm đéo gì nữa. Kiếm về. Nhặt đi. Nhặt muộn. Chưa.
Quên luôn đi, quên luôn đi, mọc sừng. Chạy 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 chạy. Đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Đi luôn, đi luôn. Nó bắn lạnh của ai bên này của tôm ta? Thằng ơi chạy nhanh lên em ơi. Đi bẹt nó đuổi anh em ơi. Đuổi anh em ơi. Thôi kẻ cụ đi thằng. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Thắng rồi. Yeah. 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 Yes. Yes. Đau tim quá. Quá, quá. Được rồi, để anh đi và anh nói chuyện với nó nha. Mẹ mày đâu? À, nó đây rồi em ơi. Ê, sao đít cái? Uầy. Em ơi, em ơi. Cái giả này, em gái. Cái giả này, em gái ơi. Sao? Đủ quá, giờ ông đi sờ sờ nó. Sao 7749 lần bị túm đầu nên mình hết sợ nè. Trừ tà, trừ tà, tôi cố tiếc. À. I will be waiting. And she will be waiting with me. Goodbye, my fucking honey girl. Fuck you. Mẹ cười sao được bụng má. Mẹ cười con kẹt. Ô mày cười con đĩ. Mày bây giờ mày túm đào lao nó đi. Mày túm hộ tao gái. Game trẻ con.